334 định dạng bảng 1 canh lề. Vào thẻ Table Tool, click chọn thẻ Layout. Trong vùng Alignment, click chọn một trong các kiểu canh lề tích hợp sau: Align Top Left, canh trái bên trên; Align Top Center, canh giữa bên trên; Align Top Right, canh phải bên trên; Align Center Left, canh phải ở giữa; Align Center, canh ở giữa; Align Center Right, canh trái ở giữa; Align Bottom Left, canh trái bên dưới; Align Bottom Center, canh giữa bên dưới; Align Bottom Right, canh phải bên dưới. 2. Thay đổi hướng chữ. Vào thẻ Table Tool, click chọn thẻ Layout. Trong vùng Alignment, click chọn nút Text Direction có biểu tượng chữ A để thay đổi hướng chữ. Đổ màu nền. Vào thẻ Table Tools, click chọn thẻ Design. Trong vùng Table Style, click chọn nút Shading có biểu tượng thùng sơn. Sổ xuống, click chọn màu nền phù hợp. Lưu ý, nút More Color để mở hộp thoại Color giúp chọn màu bằng hai cách Standard hoặc Custom. Để bỏ màu nền thì chọn No Color từ nút Shading. 4. Định dạng đường viền. Vào thẻ Table Tools, click chọn thẻ Design. Trong vùng Raw Border, thiết lập các tùy chọn sau: Line Style, chọn kiểu đường viền như nét liền mảnh, nét đứt, nét đôi, nét gợn sóng; Line Weight, độ rộng của đường viền, đơn vị tính là BT, point. Click sổ từ biểu tượng Border trong vùng Table Style để chọn các định dạng đường viền như sau: Bottom Border, tạo đường viền dưới; Top Border, tạo đường viền trên; Left Border, tạo đường viền trái; Right Border, tạo đường viền phải; No Border, bỏ đường viền; All Border, tạo đường viền tất cả; Outside Border, tạo đường viền bên ngoài; Inside Border, tạo đường viền bên trong; Inside Horizontal Border, tạo đường viền ngang bên trong; Inside Vertical Border, tạo đường viền dọc bên trong; Diagonal Down Border, tạo đường chéo xuống; Diagonal Up Border, tạo đường chéo lên; Horizontal Line, tạo đường phân cách ngang; Show Ridge Line, hiển thị các đường lưới; Border and Shading, mở hộp thoại đường viền và bóng đổ. Lưu ý, chọn các ô cần định dạng đường viền trước khi định dạng.